Địch Đại Nhật Ba dằn mặt anti-fan khi bị chê thiếu chỉn chu. Địch Đại Nhật Ba đã thẳng thẳng đáp trả khi gặp những bình luận khiếm nhã về diện mạo của cô. Vốn là một sao nữ số chung được đông đảo khán giả yêu mến nồng nhiệt, tuy nhiên mới đây Nhật Ba đã vô tình nhận về luồng ý kiến trái chiều khi phát sóng trực tiếp. Cụ thể diện mạo của nữ chính Trương Ca Hành được một số người cho rằng quá xuề xòa và thiếu chỉn chu. Cụ thể nữ diễn viên đã vừa ăn lẩu vừa để trò chuyện với người hâm mộ. Thay vì hình ảnh lộng lẫy quen thuộc khi xuất hiện trước công chúng, người đẹp ăn vận giản dị và trang điểm nhẹ nhàng. Tuy nhiên ngay lập tức cư dân mạng, một số anti fan đã không ngừng chỉ trích việc cô không chú tâm đến vẻ bề ngoài. Chưa dừng lại ở đó, anti fan còn thẳng thừng chê bai Nhật Ba đã tăng cân hơn so với trước đây và bình luận ác ý khẳng định nhan sắc của cô ngoài đời không hề lung linh những tấm hình được hậu kỳ chỉnh sửa. Đứng trước cơn mưa chỉ trích, nữ diễn viên đã đáp trả vô cùng khéo léo: "Tôi không đẹp thì còn ai đẹp nữa chứ?" Sau khi dằn mặt anti fan, nữ chính tam sinh tam thế Trầm Thượng Thư đã nhắn nhủ người hâm mộ thay vì dành tiền mua quà cho cô nên tiết kiệm để chi tiêu vào những việc hợp lý. Suy nghĩ tinh tế cùng cách hành xử chuẩn mực của người đẹp đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía cư dân mạng. Địch Đại Nhật Ba sinh năm 1992, cô nàng có diện mạo kiều diễm, quê nhà của người đẹp tại Tân Cương, Trung Quốc. Cô được đông đảo khán giả ưu ái gọi với danh xưng Mỹ Nhân Tân Cương. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.